Xin chào quý vị và các bạn. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những công việc cần làm trong tháng 5 âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 âm lịch, năm Nhâm Dần. Trong cái khoảng thời gian này thì quả bưởi của chúng ta đã lớn trung bình bằng cái bát con rồi. Bên cạnh cái việc mà chúng ta bổ sung thêm phân, thì quãng thời gian này chúng ta cần đặc biệt lưu ý xử lý các cái loại côn trùng chích hút, đặc biệt như là ruồi vàng. Đấy. Vào cái thời điểm quả bưởi chúng ta đã lớn bằng cái bát con thì là quãng thời gian ruồi vàng xuất hiện và nó chích hút khá là nhiều. Việc thứ hai là các bạn cần chú ý xử lý dẹp. Đến hẹn lại lên. Mùa này là mùa rất là thích hợp cho dẹp nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển. Và cái việc thứ ba chúng ta cần phải chú ý nữa, đó chính là chúng ta xử lý bệnh. Trong quãng thời gian này thì thường thời tiết rất hay mưa. Đấy, mưa, cái lượng nước mưa rất là nhiều. Cho nên rất hay xảy ra các cái loại bệnh như là thối quả, xì mủ, chết nhanh chết chậm, khô đầu cành, vân vân. Đối với con ruồi vàng thì cách xử lý hiệu quả nhất đối với mình thì đó chỉ là bao trái lại. Các bạn nên bao trái lại nha. Còn nếu các bạn không bào trái thì các bạn có thể sử dụng các cái phương pháp khác tùy các bạn. Ví dụ như là phương pháp bẫy bả rồi thì xịt thuốc. Nhìn chung là mỗi người sẽ có một cái tư duy, một cái cách làm riêng. Và như mình nói lúc trước thì cách nào cũng không hoàn hảo. Cũng có ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên thì đối với cái phương pháp bào trái này thì mình nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ được tối đa cái con ruồi vàng. Nó sẽ không châm được các bạn ạ. Và các loại con như bọ xít mũi vân vân chích hút. Hiện tại thì cái vườn bưởi nhà mình cũng đã được bao trái hết rồi các bạn. Đây là một cái mảnh vườn bản nháp thôi, gần nhà cũng đã bao trái hết rồi. Bao trái này thì có một cái điều phải lưu ý lớn nhất, đó chính là con dẹp. Đấy, chúng ta phải xử lý được con dẹp. Kể cả chúng ta không bao trái thì cái mùa này thì chúng ta vẫn phải xử lý con dẹp. Nó vẫn xuất hiện. Tuy nhiên là nếu chúng ta bao trái thường thì nó hay chui vào trong túi bao trái. Đấy, nó làm tổ ở trong đấy. Thì các bạn lưu ý phải xử lý con dẹp. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại thuốc để xử lý dẹp. Trong đó phải kể đến có một cái loại mà mình thấy cũng khá là hiệu quả, đó là Movento. Thì các bạn có thể sử dụng cái loại này để chúng ta đánh dẹp. Giá cả trên thị trường nó rơi vào đâu đó khoảng 100.000 một lọ, 100ml. Thì mỗi 1ml thì chúng ta pha 1 lít nước. Thì một lọ như vậy thì sẽ được 100 lít nước. Nhìn chung là giá cả như vậy là có vẻ hơi đắt. Nhưng cái đổi lại thì cái tính hiệu quả của nó khá ổn. Đó là cái dòng thuốc mà lưu dẫn hai chiều các bạn. Khi chúng ta xịt lên cây thì kể cả cái thuốc không trúng vào con dẹp hoặc là không trúng vào cái vị trí có con dẹp thì con dẹp đó về sau nó vẫn chết bình thường. Bởi vì nó lưu dẫn hai chiều, nó sẽ dẫn thuốc trong cái quãng thời gian mà nó dẫn thuốc đi ấy, thì chúng ta có thể phun ở góc này nhưng nó dẫn thuốc đi khắp cái cây các bạn ạ. Đấy, hai chiều là như vậy. Nó lưu dẫn toàn thân xuống đến bộ rễ. Kể cả những nơi mà không bén thuốc, chúng ta phun một góc, một phía bên này thì cái góc và phía bên kia mà không phun tới thì chúng ta vẫn thấy có tác dụng các bạn ạ. Đấy là cái lưu dẫn hai chiều, cái hay của cái Movento. Cho nên những cái quả mà khi chúng ta bao trái như thế này, chúng ta xịt thuốc thì chúng ta không lo sợ là nó sẽ không thuốc nó sẽ không bén thuốc vào những cái con dẹp ở trong cái túi này nha các bạn nhé. Chúng ta xịt ở bên ngoài này. Đấy. Nó lưu dẫn thuốc, nó vẫn đi toàn thân vào đến đây. Thì con dẹp, cái cơ chế là cái con dẹp về sau chích hút. Đấy, chích hút nhựa cây thì thuốc nó lưu dẫn ở trong đó. Thì cái con dẹp chích hút thì nó sẽ bén thuốc và nó bị độc và nó sẽ chết. Và cái loại thuốc Movento này khi phun xong thì không phải nó chết ngay các bạn. Nó lưu dẫn dần dần và sau đó vài ngày thì cái hiệu quả của nó mới rõ rệt các bạn ạ. Chứ nó không chết ngay tức thì. Đấy. Vài ngày sau chúng ta sẽ thấy được nó diệt sạch con dẹp luôn.
Ngoài ra các bạn có thể sử dụng dầu khoáng để trị con dẹp cũng khá ổn nha. Đấy là mình chia sẻ về cái kinh nghiệm mà xử lý con dẹp. Cái dấu hiệu mà nhận biết khi trên cây của chúng ta là có dẹp hại thì các bạn để ý sẽ thấy có kiến nha các bạn nhé. Ở khu vực nào mà có kiến là y rằng 100% là sẽ có con dẹp ở khu vực đó. Cho nên các bạn thăm vườn thì các bạn nên để ý cái điều đấy để nhận biết xem vườn mình có bị con dẹp hay không. Và thời tiết mùa này thì rất là nắng gay gắt. Cho nên cái việc quả bưởi bị rám nắng, cháy nắng là không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta không bao trái thì sẽ phải có cái biện pháp để che chắn. Đấy, nếu như các bạn không sử dụng túi bao trái, các bạn dùng bẫy bả hoặc dùng thuốc chúng ta xịt thì các bạn vẫn phải che chắn cái túi, dùng cái vật liệu gì đó để che chắn để tránh cho cái quả bưởi của chúng ta đỡ bị rám cháy nắng. Tuy nhiên thì chúng ta bao trái thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng cái điều đó. Và cái việc cuối cùng là chúng ta phải xử lý bệnh. Đấy, trong mùa này rất hay bị bệnh các bạn ạ. Cái điều đầu tiên kể đến đó là thối quả. Đấy. Thì cái điều này thì mùa nào, năm nào cũng vậy thôi. Cứ đến cái dạo thời tiết mà chúng ta thấy mưa nhiều thì cây của chúng ta thường hay bị bệnh. Đấy, những cái bệnh đó nó hay xuất hiện. Thì cái nguyên nhân vì sao thì chúng ta cũng đã biết rồi đúng không? Mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Cái lượng mưa rất là lớn thì nó làm cho cái độ ẩm nó cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật có hại nó phát triển, nó gây hại đối với cây trồng của mình, đặc biệt là nấm và vi khuẩn, kèm theo cái việc nắng mưa thất thường nữa các bạn. Thì do cái yếu tố thời tiết thì chúng ta biết làm thế nào được đúng không? Đấy, có những nơi còn bị ngập úng rất là sâu. Đấy, có vườn bưởi các bạn chia sẻ thấy ngập hết cả vườn. Những vườn như vậy thì chắc chắn là sau quãng thời gian cây có phục hồi lại thì cũng nguy cơ bị những cái bệnh đó rất là cao. Thì để đối phó với cái việc bệnh, ví dụ thối quả hoặc là xì mủ hoặc là các cái bệnh khác mà mình đã nêu lúc trước, thì các bạn có thể đề phòng bằng cái cách thứ nhất, chúng ta phải chú ý cái rãnh thoát nước. Đấy, khu vực đất trồng của mình phải làm sao, phải thiết kế để cho nó có cái độ thoát nước tốt. Đấy, tránh việc để nước ùn ứ đọng lại sau cơn mưa thì sẽ giảm thiểu được. Việc thứ hai nữa là các bạn có thể phun thuốc để đề phòng. Đấy, khi bị bệnh hoặc là các cái thì chúng ta cũng rất là khó, nếu không xử lý thuốc thì cũng rất là khó. Còn nếu những cái bệnh đó thì các bạn cứ để tự nhiên, để nắng lên, đúng không ạ? Để khô hạn lên thì tất nhiên là dần về sau nó cũng khắc hết thôi. Thế tuy nhiên thì như mình chia sẻ nhiều trong nhiều cái video trước đó thì nếu cứ để như vậy nó sẽ làm cho cái cây chậm sinh trưởng phát triển, đấy, trứng lại. Và cũng bị thiệt hại một số quả, ví dụ nó rụng một số quả. Về sau thì nó trứng lại, nó sẽ dần dần nó sẽ hết cái hiện tượng đó. Nếu như thời tiết nắng ráo trở lại thì nó cũng khác hết thôi. Thế tuy nhiên là nó cũng đã gây thiệt hại cơ số. Do vậy mà chúng ta đề phòng được thì tốt, đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể phun thêm một số những cái chế phẩm như là nano bạc đồng và nano đồng oxy clorua. Đấy, kết hợp hai cái chế phẩm đấy thì chúng ta có thể phun phòng. Hoặc là sau những cái cơn mưa tiết trời nắng ráo trở lại thì chúng ta có thể tiến hành phun. Đấy, phun phòng luôn. Còn nếu các bác phun được định kỳ thì càng tốt. Tuy nhiên phun thuốc thì chúng ta phải lưu ý tới việc mật độ, cái tần suất, cái quãng thời gian cách nhau như thế nào để chúng ta phun đảm bảo cái việc mà tránh được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó tồn đọng lại trong cái sản phẩm về sau. Đấy, vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ ngắn gọn về một số những kinh nghiệm của mình về những công việc cần thiết chúng ta phải tiến hành trong cái quãng thời gian này. Hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho các bạn không ít thì nhiều. Còn bây giờ mình xin được phép dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.